Kính chào quý vị và bà con. Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú. Hiện nay Hồng Thắm đang đứng cạnh máy băm sơn FQ30 và trên tay Hồng Thắm lúc này là sản phẩm đầu ra của máy. Quý vị và bà con có nhận ra đây là nguyên liệu gì không ạ? Hồng Thắm xin phép được chia sẻ ngay, đây chính là rơm sau khi được máy xử lý. Như vậy, với chiếc máy này, rơm không còn là nguồn phụ phẩm dư thừa trong nông nghiệp nữa, mà sẽ trở thành nguồn nguyên liệu đem lại lợi ích kinh tế cho bà con. Và nếu như quý vị và bà con tò mò, thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tại sao chiếc máy này lại làm được điều kỳ diệu như vậy nhé. Quý vị và bà con thân mến, để trả lời câu hỏi trên, ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một gương mặt rất quen thuộc. Tôi xin giới thiệu kỹ thuật viên Văn Hiến. Chào quý vị và các bạn. Trước khi vận hành máy thì tôi xin giới thiệu về cấu tạo của máy. Cấu tạo của máy gồm có, thứ nhất, gồm có khung đỡ máy. Trong khung đỡ máy thì bao gồm có một động cơ 3 bí với vòng quay 2.800 vòng trên phút. Thứ hai, gồm có thân máy. Trong thân máy thì gồm có một cửa nạp nguyên liệu trên. Cửa nạp nguyên liệu trên dùng để cho các loại hạt ngũ cốc vào, như hạt ngô, hạt thóc, gạo. Và một cửa nằm nguyên liệu ngô ngang dùng để cho rơm. Và một cửa xả nguyên liệu và quạt hút để hút sản phẩm được thoát nguyên liệu ra được nhanh hơn. Anh ơi, đây quả là một chiếc máy đa năng. Vậy thì chăm nghe không bằng một thấy. Anh có thể giúp em cũng như các quý vị ở đây biết được cách vận hành máy được không ạ? Ừ, sau đây mình và bạn sẽ cùng vận hành chiếc máy này. Hiện nay, thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam phát triển ngày càng đa dạng. Nhưng để mua được một chiếc máy vừa bền, vừa tiện lợi mà hoạt động hiệu quả thì lại không phải là điều dễ dàng. Hiểu được tâm lý khách hàng, Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú đã cho ra đời dòng máy băm sơn FQ30. Máy có cấu tạo đơn giản, khả năng băm rơm và nghiền được cả bột khô. Nguyên liệu của máy hết sức phong phú, bao gồm rơm và các hạt ngũ cốc. Đặc điểm nổi bật nhất của máy là tính năng băm rơm. Rơm sau khi được băm có độ mịn đều và tươi xốp. Rơm không hề bị quấn vào chụp máy nên bà con có thể dễ dàng vệ sinh tháo lắp. Nếu như trước đây, chúng ta sử dụng biện pháp băm thủ công, ước tính trung bình một ngày, một người băm được một tạ, thì nay với chiếc máy FQ30, một ngày máy có thể băm được 1,2 tấn. Như vậy, chiếc máy này đã tương đương với cả chục nhân công làm liên tục trong 8 tiếng. Máy sử dụng nguồn điện gia đình 220V, động cơ 3kW, tốc độ vòng quay trục chính là 2.900 vòng trên phút. Máy còn có thêm tính năng nghiền bột khô, cụ thể là ngô. Những hạt ngô sau khi được nghiền, bà con có thể dùng làm thức ăn cho gia súc, hết sức tiện lợi và dễ dàng. Công việc của bà con bây giờ chỉ là cho nguyên liệu đầu vào. Mọi công đoạn vất vả sẽ được chiếc máy của chúng tôi xử lý. Máy băm rơm FQ30 là giải pháp hoàn hảo nhất giúp bà con trong mùa vụ. Quý vị và bà con, với những thành phẩm đầu ra như thế này, chúng ta có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như ngô, gạo, bà con có thể sử dụng để làm thức ăn. Hay như với rơm, bà con có thể tận dụng để sản xuất ra nấm. Và Hồng Thắm muốn cung cấp một vài thông tin như sau. Giá nấm trên thị trường hiện nay xấp xỉ 50.000/kg, trong khi một tấn rơm dạ, bà con có thể sản xuất ra được 200-500kg nấm. Nếu bà con làm một phép tính nhân, thì chắc hẳn doanh thu sẽ là một con số khổng lồ phải không ạ? Vậy thì tại sao bà con không đặt mua ngay máy của công ty chúng tôi? Để đặt mua máy, bà con hãy liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình lần sau. Để đặt mua máy, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại
0422 050505 hoặc truy cập vào website www.máybay.com.